Quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng, thường trực tiểu ban văn kiện đã họp cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị do tổ biên tập xây dựng trên cơ sở đề cương chi tiết báo cáo chính trị đã được Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 thông qua. Mở đầu cuộc họp, các đại biểu đã thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, nhà tư tưởng, ngọn cờ lý luận của Đảng. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thời gian từ nay đến Đại hội 14 không còn nhiều, công việc rất bộn bề. Lãnh đạo chủ chốt và Bộ Chính trị thống nhất từ nay đến cuối năm tập trung ưu tiên giải quyết nhóm các đề án chỉnh Hội nghị Trung ương 10 và nhóm các đề án cần tập trung tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, thường trực tiểu ban và tổ biên tập văn kiện tập trung đảm bảo chất lượng và tiến độ các nội dung chỉnh Hội nghị Trung ương 10 tới đây. Nhấn mạnh tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định thêm hai vấn đề lớn. Trước hết là cần thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, từ đó có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về hình thức và nội dung các văn kiện. Và vấn đề thứ hai là quán triệt sâu sắc và thống nhất một số vấn đề về nguyên tắc, phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo trong xây dựng văn kiện. Đại hội 14 cũng sẽ là dấu mốc quan trọng, mốc son mới trên con đường phát triển của đất nước, của dân tộc ta, có ý nghĩa định hướng tương lai. Đấy, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự tin, tự lực, tự cường, thể hiện đậm ý chí, khí phách và tinh hoa Việt Nam, khích lệ cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định đây là lựa chọn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại, phát huy mạnh mẽ thế và lực, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu sớm hoàn thành các cái mục tiêu chiến lược. Về xây dựng văn kiện thì tôi cũng đề nghị là quán triệt sâu sắc, thống nhất một số vấn đề về nguyên tắc. Văn kiện là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi, phải đảm bảo sự kết tinh, toàn bộ tinh hoa, giá trị của quá khứ, hiện tại và tương lai. Phải đảm bảo các nguyên tắc đảng lãnh đạo, cầm quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân là trên hết, là trước hết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về xây dựng văn kiện, cần phải xác định văn kiện phải mang tính định hướng cao. Bên cạnh đó, việc tổng kết 40 năm đổi mới phải được thực hiện rất khẩn trương với sự đầu tư rất lớn về công sức và trí tuệ mới, phải tập trung cao độ cho việc hoàn thành có chất lượng các văn kiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần thống nhất, kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc, nghiên cứu lý luận trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam để định ra phương pháp cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phải kết hợp chặt chẽ khoa học giữa nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, đường lối của Đảng với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, tuân theo quy luật khách quan, kiên định đi đôi với đổi mới, kiên định một cách sáng tạo một cách kiên định theo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh. Đổi mới phải có nguyên tắc, không tùy tiện nóng vội, vừa thận trọng kỹ lưỡng, song không quá cầu toàn làm mất thời cơ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu, nội dung văn kiện phải đảm bảo phát huy tinh thần, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết tư tưởng và hành động, ý Đảng và lòng dân, đồng thời phải xác định rõ một số định hướng lớn. Đó là kiên định phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, đảm bảo quốc phòng an ninh và đẩy mạnh đối ngoại là trọng yếu thường xuyên. Giữ vững độc lập tự chủ, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Kiên định lập trường, quan điểm và thực hành lấy dân là gốc, mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, tôn trọng đảm bảo, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước, củng cố tiềm lực quốc gia, mở rộng không gian phát triển, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân, của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước,
không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất và tập trung dân chủ trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, xây dựng văn kiện đại hội là công việc hết sức quan trọng, không chỉ đảm bảo sự thành công của đại hội. Cao hơn, đó là thiết kế tổng thể con đường đi lên của đất nước, của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, có ý nghĩa rút ngắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sớm đạt được ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của toàn dân tộc ta. Văn kiện là công trình tập thể, trí tuệ tập thể, huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giới trí thức, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, quản lý, khai thác chất lọc kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quá trình xây dựng văn kiện phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, bám sát các nguyên tắc, phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo và cách làm đã được thống nhất, thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, xem xét nhiều mặt, cầu thị lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là với những vấn đề mới, vấn đề khó.